hết 500 ngàn cái viên mà chưa chụp hình được với tôi Vương hả? Rồi. Rồi kiểu khác nữa không kìa? Rồi. Anh ngủ đi nè trời ơi. Tôi Phương gặp nhau. Rồi, nói tôi Phương. Rồi, cảm ơn. Hello. Hello tôi Phương. Hello. Tôi Phương anh. Chúc đầu năm mới thì có chúc đến khán giả những cái điều gì không tôi Phương? Gắn điện của sao anh? Hả? Gắn điện của sao? Mấy canh có bị bắt mất công ty. Đúng không? Ờ. Còn đây vẫn sao? Ờ, sao biết. Hôm bữa quay mới chín rưỡi bữa quay không thấy ngủ à bữa giả cả không mẹ biết anh bữa theo bằng cái cốt ra mất rồi chuẩn bị Tô Vương có đôi lời chúc Tết đến các cô chú anh chị và các bạn nha. Chấm rưỡi của chị này vậy cắt giả cá cho chị. Rồi hello tất cả mọi người luôn nha. Như thường lệ thì Vân và lời nói đầu tiên xin cho top 8 chương trình Miss International Queen Đại sứ Hoàng Mỹ gửi lời chào đến tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Anh Cuộc Sống Sài Gòn TV với lại kênh YouTube của Thu Phương Cá Viên Kiên nha. Hello tất cả mọi người. Thì năm nay năm là 2021, năm Tân Sửu thì Verdes Vũ Thu Phương chúc cho tất cả mọi người, chúc cho bà con cô bác mình ở gần cũng như ở xa có một năm Tân Sửu hạnh phúc vĩnh cửu và những điều cũ kỹ nó hãy qua đi và những điều mới mẻ, những điều thành công tốt đẹp và luôn vui vẻ luôn đến với tất cả mọi người nha. Chúc cả nhà năm mới phát tài này, vạn sự như ý này, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an nha. Hôm nay thì là ngày đầu tiên có đến Vũ Đô Phương bán lợi lấy gì cảm ơn chúng ta rồi bốn lấy 100 bỏ qua cỡ 5. Rồi hello tất cả mọi người luôn nha. Đó chúc cho những anh chị em bạn bè mình được là sức khỏe nè. Và ai thương mến em thì mọi người cứ ra 716 Trần Hưng Đạo, phường 2 quận 5 ăn ủng hộ em nha. Chưa có tôi đi đâu vậy? Anh gác quay lại vậy. Mai đụng dẫn anh. Bây giờ đổ tương á, anh sống chồng cho ảnh luôn tôi. Chạy chưa? Lộn xộn đi nha. Còn anh lựa thì vô đây lựa giùm em. Lựa ha. Nè lựa nè, cái hộp ăn gì được. Cái gì? 70 lộn xộn. 1 2 3. Đầu năm tôi Vương hát bài nhạc xuân đi. 30 40 50 60 70. Chuẩn bị tôi Vương sẽ biểu diễn một bài một ca khúc nhạc xuân nha cả nhà. 70 của anh chị nè. Các cô chú anh chị và các bạn nha. Ờ đưa gấp đi, thoải mái đi. Tao Diễm vú mấy cái đó ra tao chiên nha Diễm. Ờ. Đầu năm mà Thu Phương quá dễ thương luôn cả nhà ơi. Nhìn đầu tóc Thu Phương á. Rồi đầu năm những anh chị em bạn bè nè, mình có chuyện không vui vẻ thì mình cứ ra cái viên chiên 716 nha. Ăn một hộp cái viên chiên 100 lộn xộn như là con người mình cảm thấy mình nó vui vẻ lên liền. Gái Nhật đó là cá sề da he là lên là lên lên. Trời tôi Phương nói mà cái chú cô chú rồi cười. Để lũa xong bây giờ vô. Không có đủ người đâu mà vô hồi chết luôn á, thịt nụ luôn á. Đúng rồi, bỏ vô. Đợi chút xíu nha người đẹp. Ờ đó dưới có đó người đẹp, lấy em đi. Tô Phương hát một bài nhạc xuân đi. Đợi em chút xíu nha. Chúc mừng năm mới đi. 1 2 3. Một phanh đây. Rồi đó rồi. Nè tính tiền nè, 24 nè. 4 45 50 55 60 65 70 55 80 101 anh ơi. Nhớ số bảo danh của anh được rồi. Chút đưa tiền. 101 đó. Nhớ giá tiền giùm em nha. Ủa này của ai nè Diễm ơi, 100 lộn xộn. Ăn đây hay đem về tô? Rồi vô nước sôi. Rồi nước sôi mọi người.
Trời ơi. Tô Vương năm nay quá thân thành gái Nhật nha cả nhà. Thích hôm nay là em quá thân thành gái Nhật nha. À. Ngày mai là gái Thái, ngày mốt là gái Campuchia. Trời ơi. Ngày nào gái à, trời ơi. Trời ơi. Ok, hello tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đến Vũ Thu Phương rất là vui. Tại vì sao? Khi mà ngày đầu khai trương được rất là nhiều anh chị em, bạn bè, bà con cô bác cũng như ở gần nè, ở xa nè, hay là ở những nơi mà ở tỉnh nào đó dành ít thời gian đến và ủng hộ Vũ Thu Phương rất là vui luôn. Chúc cho cả nhà vạn sự như ý nha, được tất cả luôn, muốn gì được nấy. Thì mọi người rảnh rỗi thì mọi người cứ ra 716 Trần Hưng Đạo ăn ủng hộ em nha mọi người nha. Cá sống là nhờ nước, còn Thu Phương sống là nhờ tình thương của tất cả mọi người. Thì mong là mọi người luôn luôn thương yêu em, giống như là trong chương trình Đại sứ Hoàng Mỹ đó mọi người. Em không đẹp nhưng mà lên sân khấu em dẹp mấy con đẹp qua bên. Thế chứ mọi người vui vẻ nha mọi người nha. Tô Vương hát một bài nhạc xuân đi. Rồi, em sẽ phục vụ tất cả mọi người một bài nhạc xuân. Ờ, nhạc xuân. Bài nhạc xuân được mang tên tựa là em không biết, em hát đại nha. Xuân đã đến bên em, sáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mang thang ôi khét hả? Dớ ra rồi má ơi. Ủa má đang không bị liệu quá. Nè, coi chị cười. Ba mẹ, bốn mẹ con cười tiếc mát luôn. Rồi chăm luôn trộm em về. Cái này chăm mốt của ai đang chiên rồi nha. Đã đến với Thu Phương là phải vui vẻ nha cả nhà. Đúng rồi. Xe cá duyên chiên vui vẻ hài hước nhất Sài Gòn mà. Hãy ra 716 Trần Hưng Đạo để thưởng thức cá viên chiên từ thứ 2 cho đến thứ 7. 70 của ai tức là từ 17 giờ Thu Phương bắt đầu đã bán rồi. Nên là các cô chú anh chị và các bạn ở Sài Gòn á thì có thể là ghé ra để ủng hộ Thu Phương. Lấy tiền lại luôn. Ai mới kêu 100 lộn xộn. Rồi nghe luôn. 20, 30. Hello, 40, 50, 60, 70. 80, 90, 100. 100. À. Làm sao nó đẩy xe lên trời? Gửi xe đi qua bên đường, gửi xe đi Lâm. Gửi xe đi cho an toàn ông nội. Đủ mới quay hồi rồi còn cái bánh không là chết mẹ luôn. Tới cuối vô, năm rồi rồi đông đông không? Đông đông cũng mất một chiếc xe đó cả nhà. Mới gì ra đi vô cái mất chiếc xe liền. Đây là khóa cổ lại cho an toàn. Rồi. Ba cục 10.000. Xong chưa em? Rồi rồi. Đâm nè. Tính tiền đi nha, chưa tính tiền nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12, 13, 14, 15, 150 nha chị nha. Cái cá chiên chiên rồi. Nhớ phần của mình nha, gọi đi ra ngoài đi em. Ra ngoài đi để chị chiên cho để dầu mỡ không à. Làm anh 100 nha Tô Phương. Rồi đợi chút xíu. 100. Ai kêu lấy tương trước nè, lấy tương này nè Tô ơi. Ăn ở đây lấy tương này giùm chị đi tôi bé cho nó ngon miệng. Trời ơi. Năm mới vui vẻ nha. Trời ơi. Ta tới nhiều phải không anh? Của anh 101, nói số có danh 101 dựng giùm em nha. Lấy anh cái này nè Tô Vương. Xúc xích nè. Xúc xích nè với mấy cái này nè, cho bé đó. Cái nào anh? Chút xích à, đừng có lấy cái này không hay là chút chiên à, xíu nó đi ờ, xíu nó xíu dặn đi giờ còn chơi mà được tự chiên à. Chút nó nguội ngắt hết. Rồi lấy đủ tương đi nha để thiếu ăn không ngon.
đây nè, hấp dẫn không? Trời, ai đua rồi nhớ giùm em nha. Chút em đòi nữa là gán kiểu đó, bây đi lấy tiền. Em xin cái hộp được không? Được, lấy cái hộp cho ảnh đi Tu ơi. Nhỏ lớn anh. Hộp được. Mọi người đến để thưởng thức cá chiên chiên của bà đét của Tu Phương này cả nhà. Là sao vẫn trăm ngàn là kêu nào? Kêu chưa? Kêu chưa? Kêu nãy giờ rồi. Rồi. Cuộc sống Sài Gòn TV sau đi, ghi nhận lại những hình ảnh này cho okay. Tất cả các cô chú chị và các bạn. Rồi lấy đại đi em. Hai đúng bạn. Rồi. Thấy em cho nó là phô mai, nó là phô mai. Của Tu Phương. Bây giờ hỏi chị là tổ quả nhập ma, chị có nhớ đâu? Thấy Diễm năm nay cười hoài nha, đầu năm cứ cười mỉm cười mỉm hoài hả? Năm mới phải vui vẻ. Dạ, phải vui vẻ, khai trương phải vui vẻ hồng phát chứ, đúng không? Lúc nào cũng được cười tiên môi vậy là được rồi. Người yêu của bạn Diễm mà có coi clip thì thấy bạn Diễm không cười hoài à. 100 lấy chưa lấy, giờ lấy nè. Nè, chậm lộn xộn nè, của bé nó nè, thêm đậu bắp. Ủa em đừng có vàng quá chị, vừa tới rồi. Rồi, đợi chị chút nha, em mới kêu qua kêu đâu rồi. Rồi em tự xử giùm chị đi, em lấy cái đồ gấp gấp đi em. Em đã cầm hộp lửa là tự xử. Được. Dừng đổ nha. Ai mới ghi 100 lộn xộn vậy? Rồi ok em. 15, 20, 25, 30. Đổ rồi chặt mấy ghê vậy má này. 10, 20. Chắc em đứng này đổ đi. Cá chiên chiên này hấp dẫn không? 10, 80. Lấy 100 đi nha. Rồi đi rồi ha, vui vẻ. Rồi 100 nha. Rồi nhớ phần của mình giùm nha. Người mẫu Gia Hân là chưa có người yêu nha cả nhà. Gia Hân là chưa có người yêu. Có ai không, có anh chị nào độc thân không, giới thiệu cho Gia Hân nè. Đi theo Tu Phương mà không giới thiệu được nè. Mới nghe ai nói em vậy. Có em hả? Ôi có hốc bôi xăm tổ nè em. Giới thiệu cho Gia Hân nè, đây được không Gia Hân? Quá xuất sắc luôn. Quá xuất sắc luôn à. Trời ơi, đây được Gia Hân nói là quá xuất sắc luôn rồi. Để chiều chưa. Ủa này ớt đồ của ai vậy ta? Tập này xài lâu nó bị lừa. Ủa ớt trái nhiều không? Của ai vậy ta? Ai chưa ớt trái nhiều nè. Ờ 101 đúng rồi là Tô ơi Tô. Anh xăm hình đẹp trai á. Anh xăm hình đẹp trai. Rồi Tô Vương nói anh xăm hình đẹp trai nè. Đây nè, 100 ngàn. Lấy tiền rồi. Lấy tiền luôn không? Lựa. Đợi chút xíu, nhớ phần của mình nha, phần của anh đâu. Đây này. Nhớ giùm em, đứng đây luôn đi, đừng có để đẳng nữa má. Má không có nhớ phần người ta mà cứ lợi đẳng hoài. Đâu. Cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Chúc tất cả cô chú, anh chị và các bạn nhiều niềm vui, may mắn cho cuộc sống. Nhớ like, chia sẻ giúp Cuộc sống Sài Gòn TV. Bye bye, hẹn gặp lại các cô chú, anh chị trong các video về ẩm thực đường phố tiếp theo.